Hôm nay mình coi lá số cho một bạn sinh vào giờ Tuất. Ngày 19 tháng 10 âm lịch năm 1988. Dương lịch là 27 tháng 11. Bạn này tuổi Mậu Thìn, một bạn nữ. Sinh ngày 27 tháng 11 năm 1988. Đẻ vào khoảng giờ Tuất 19-21 giờ. Âm dương nghịch lý, cục khắc tại mệnh, mệnh đóng tại xỉu, ôm bộ tham lang vũ khúc. Mặt lá số rất hay. Đầu tiên về cái giờ sinh nhá. Cái giờ sinh thì có lẽ rất nhiều người, người ta giống nhau ở cái giờ sinh. Sinh vào giờ Thìn và giờ Tuất, khoảng 7 đến 9 giờ sáng và 19 đến 21 giờ tối, thì thân đều cư cung tài. Thì hay chăng vào cái giờ này con người ta đang bắt đầu vào cường độ cao của làm việc, của sinh nhai, của kiếm tiền. Vậy là thân cư cung tài bạch. Và thân cư cung tài bạch là những người mà sẽ đặt nặng vấn đề tiền bạc tài chính ra. Cả cuộc đời của họ bắt buộc phải lấy đồng tiền để sinh nhai tính kế. Thân cư tài thì nghĩ nhiều đến tiền. Thân cư tài bạch thì đam mê kiếm tiền, sống chết với đồng tiền. Ấy là thân cư cung tài bạch. Tài bạch mà để là chỗ ăn thân thì dùng tiền bạc để làm cái mối quan hệ, để bắt cầu cho tất cả những thứ xung quanh. Đấy là thân cư cung tài bạch. Thân cư tài thì phải có cái chỗ để mà dựa vào ngày sau. Đấy là thân cư cung tài bạch. Thế thân cư tài mà có địa kiếp như bạn này thì tôi vẫn phải nói rằng tìm người có đức để gửi thân, tìm người có nhân để gửi của. Vậy thôi chứ chả biết làm thế nào. Sinh vào tháng 10 mà thân cư tài thì cũng mệt, bởi vì mệnh có địa không, thân có địa kiếp. Tức là mệnh có sao địa không này, cung tài có địa kiếp này, làm ra là một chuyện. Nhưng để tích trữ được nó, để cất nó đi, để phát triển được nó, thực sự là một bài toán rất khó. Và những người mệnh không thân kiếp mà đắc được trong cái tổ hợp của đào không sát, đắc được trong cái tổ bộ cách của sát phá liêm tham như bạn này, quả thực là mẫu người có trí. Và có trí thì làm quan, có gan thì làm giàu. Vậy thôi. Sinh vào tháng 10 đẻ giờ Tuất, mệnh lập tại cung Sửu, tham lang vũ khúc tại mệnh. Bạn này tuổi Can Mậu, thế nên có triệt tại cung Tý, cung Sửu, tức là triệt tại mệnh và cung huynh đệ. Mậu Quý thì triệt cư Tý Sửu, các bạn nhớ nha. Cái mệnh vũ khúc tham lang, tại sao mà nó lại tốt? Nó tốt thì nó sẽ khiến con người ta như thế nào? Đầu tiên, tham lang thì chúng ta phải hiểu rõ rằng nó là sao của sự mưu cầu, sao của sự đam mê, mưu cầu lớn, đam mê nhiều, thích nhiều thứ, thích tất tần tật những cái gì nó có thể thích, đam mê tất cả những gì nó có thể đam mê. Đấy là sao tham lang. Tham lang là bộ sao nhiều nhu cầu về vật chất, nhu cầu về tình cảm là sao tham lang. Vậy nên tham lang luôn nhị hợp với một thiên đồng. Rằng thiên đồng kia là phúc, thì phúc nó sẽ kìm lại tính hoang của sao tham lang, tính điên của sao tham lang, tính đối chọi của sao tham lang. Rồi tham lang thuộc hành thủy, nhập vào cung mệnh thì tính đủng đỉnh, người sẽ ung dung. Phụ nữ mà có tham lang ở mệnh quả thực là người xinh đẹp, có sức hút người khác. Đây là mệnh của sao tham lang. Thích bói toán, thích xem tử vi, thích rất nhiều thứ. Đặc biệt là những cái gì nó huyễn hoặc, cái gì nó mê tín thì là thích. Đấy là bộ cách của sao tham lang. Tham lang nhập về cung mệnh cũng loanh quanh vết đệ tham lang. Tham lang ở mệnh thì thường bé đầu tròn gáy bèn bẹt, da thì trắng trẻo, mắt lớn tai dày mũi to. Tham lang ở mệnh đi chân thì đủng đỉnh, lướt trên mặt đất. Ấy là sao tham lang. Nói hay mà làm cũng lại dở một tí.
tham lang mà cư về cái cung mệnh này, quý ai thì quý ra mặt, ghét thì đúng là xúc đất đổ đi. Luôn chạm tới cảm xúc, sống bằng cảm xúc, ấy là sao tham lang ở cung mệnh. Nó có một cái gì đó rất thủy, và thủy thì nó lại rất giống thiên đồng, cũng hao hao thiên tướng, có một cái nét gì đó của cự môn, chính là sao tham lang. Và anh tham lang ở mệnh này, anh ấy miếu địa. Khi anh ấy miếu địa, anh ấy là người chịu khó, đam mê và rất say mê kiếm tiền. Anh ấy cũng đào hoa, cũng nhiều người theo đuổi, cũng nhiều tài và cũng lắm tật. Ấy là sao tham lang. Tham lang này miếu đi cùng với vũ khúc, thì các bạn phải hiểu rằng vũ khúc thì nó tính thuộc kim, chủ là tài, hóa tính là tàng cô quả, là sao vũ khúc. Và đó là lý do vì sao mà vũ khúc tiết chế được tham lang. Kim của vũ khúc mang tính tàng, là ẩn đi, giấu đi tất cả những ham muốn của tham lang, nó bớt đi bởi một tính kim cẩn trọng của sao vũ khúc. Vũ khúc thì chịu khó. Và tôi xin khẳng định rằng trong 14 tinh đầu, trong 114 chính phụ tinh, vũ khúc là sao kín đáo nhất, vũ khúc là sao chăm chỉ nhất, là sao tiết kiệm nhất, và cũng là bộ sao thực tế nhất trong khoa tử vi, chính là sao vũ khúc. Cô này mệnh ôm vòng đào hoa thiên không kiếp sát. Đây là cái vòng tài đi đôi với tật. Trời phú nhiều mà trời sẽ lấy đi nhiều. Bề trên cho đấy thế nhưng sẽ lấy đi cái khác. Cuộc sống mà không ai được hết. Mọi thứ vạn vật vốn dĩ công bằng. Hàng triệu hạt mưa rơi, chẳng hạt nào sai chỗ. Hàng vạn người ta gặp, chẳng người nào là sai thời điểm cả. Ấy là tham lang vũ khúc, ấy là nhân duyên. Một sao vũ khúc thì luôn phải đi với sự cẩn trọng. Một sao vũ khúc phải là cái bộ sao biết nắm thời cơ, biết nắm lấy cái cơ hội khi nó đến với mình. Một sao vũ khúc thì đương nhiên rất chịu khó, rất chăm chỉ. Nó làm giảm đi rất nhiều cái tính ham vui của sao tham lang đấy. Và các bạn phải hiểu rằng giáp tham lang vũ khúc phải là âm dương. Dương thì đi với cự, âm đi với đồng. Vậy là giáp cung mệnh được trợ lực bởi hỏa quyền của sao thái dương và thủy tài của sao thái âm. Âm dương kẹp mệnh ở đây như trăng như mặt trời. Ngày thì có mặt trời, đêm thì có mặt trăng, soi rọi tỏ tường mọi cái lối đi. Vậy nên tham vũ chủ về sự chủ động rất cao. Thế nên nó giải thích vì sao ba tầng cung nô, cung di, cung tật vô chính diệu. À rằng cái con người tham lang vũ khúc này, cung nô vô chính diệu, có bạn cũng được, không có không sao. Cung thiên di kia vô chính diệu, xuất ngoại cũng được, không xuất ngoại không sao. Cung tật kia vô chính diệu, mình như thế nào mình không quan tâm, tự trời cho hết, bù đắp hết. Đấy là ba cung vô chính diệu đó. Và tầng tham lang vũ khúc là cái tầng của sự chịu khó, tầng của sự khôn ngoan và tầng của sự thực tế. Cô này có triệt, triệt cư về mệnh tính thì kim, lại có vũ kim thì càng tàng tính, chẳng lộ ra ngoài, cả ngày lao vào hăm hăm làm việc. Triệt cư về mệnh, thiếu niên tân khổ, cổ nhân bảo thế. Tôi vừa coi lá số và tôi vừa phân tích để mọi người học được cái chiều sâu của nó ở trong này. Rồi, tiếp theo mệnh bạn này có tam hóa liên châu, chính là cái tổ cách của hóa lộc, hóa khoa ở mệnh và hóa quyền nằm cung huynh đệ. Đó, bạn này bạn ấy can mậu mà. Tham thì hóa lộc, đúng không nào? Đó, tam lang hóa lộc, tham vũ khúc hóa khoa. Rồi, đã có hóa lộc ở mệnh, đương nhiên phải có một sự khéo léo. Hóa lộc ở mệnh thì tóc đẹp, hóa lộc ở mệnh thì ăn nói dịu dàng, hóa lộc ở mệnh thì bé được cha chăm mẹ chiều, hóa lộc ở mệnh thì thích cưng chiều người khác, hóa lộc ở mệnh đi đến sự chỉnh chu. Hóa lộc ở mệnh cũng là cái vị kỷ cá nhân, ưa trưng diện, thích làm đẹp, thích soi gương tự ngắm mình. Ấy là sao hóa lộc. Người có hóa lộc chẳng bao giờ làm mất lòng người khác, bởi vì ăn khôn nói khéo. Hoa cái thì diễm lệ điểm trang, hóa lộc tính khí dịu dàng tinh anh. Đấy là hay của sao hóa lộc, đúng không nào? Thế nên nào hóa lộc ở mệnh thì chẳng ai ghét được họ cả,
bởi vì họ nhẹ nhàng, họ dịu dàng và cũng rất duyên dáng. Ấy là sao hóa lộc. Và thêm một độ tinh tế của sao hóa khoa, thêm một cái gì đó cũng học thức của sao hóa khoa, tiếp thu cũng nhanh của sao hóa khoa. Hóa khoa thì là con chữ. Vậy hóa lộc là khéo léo, thì hóa khoa ở đây cũng có cái trí tuệ khéo léo của cái người khôn ngoan. Một sao vũ khúc là cái sao mà chuyên cần. Một sao vũ khúc tham lang là sao về sự chuyên nghiệp. Thêm một sao hóa lộc đam mê, thêm một sao hóa khoa cần cù học hỏi nữa. Vậy là có tam hóa liên châu, có rất nhiều thứ ở mệnh. Và người này có ý chí và rất chịu khó. Rất chịu khó nha. Cực kỳ chịu khó. Chịu khó lắm. Chịu khó vô cùng tận của chịu khó chính là khoa lộc quyển tam hóa liên châu. Và cái tổ cách này tôi hơi tiếc rằng sao thiên không đi đúng về cái cung quan lộ, rằng để rồi cuộc đời ít nhiều cũng mất đi công danh. Rồi, bạn này có tả hữu tham vũ, có tướng quân ở mệnh, có triệt lộ. Rất là đặc dị, có lẽ bạn này cũng là người có cái khả năng hiếm hoi về cái linh cảm của mình. Tôi không dám nói là cận ngoại cảm hay là tâm linh gì đó. Thế nhưng mà cái người mà có tam lang vũ khúc mà có tả phụ hữu bật ấy, đó, cái tả hữu ở trong cái khoa tử vi người ta nghiên cứu ra đó là cái duyên âm duyên dương. Nó tượng là hai cái vai, quỷ thần hai vai là tả phụ hữu bật. Người có tả hữu thì thông thường họ có cái cảm nhận và cái cảm quan và cái thế giới quan tiếp xúc được một cái tầng nào đó. Ở một cái tầng nào đó, trong giai đoạn nào đó, ở một cái tiềm nào đó, cái thức nào đó. Đó, một cái tầng nào đó nhé. Thế đấy là cái bộ tham lang tả hữu. Thế cổ nhân mới gọi rồi tham lang tả hữu khôi việt hội, mộc sinh nhân thầy bói lừng danh. Thế nên họ có cái cảm giác họ có thể tiên đoán cái gì nó sắp xảy ra. Nói đùa mới như thật. Nói thật lại như đùa. Họ cứ nói vu vơ cũng đúng. Thế nên là đây, cái này là trời cho. Rồi, tả hữu mà cư về cái cung mệnh, nó là cách văn, cách võ. Thế nhưng mà nó gặp triệt nó chả còn cái gì. Tả hữu là hai tay, tả hữu là hai chân, hai tay, hai con mắt, hai cái lông mày, hai bán cầu não. Như âm như dương là tả phụ hữu bật. Tả thì nặng về văn và hữu thì nặng về võ. Thế đây là cái là rất là hay của tả hữu. Và nó cũng như âm dương kết nối với nhau vậy, tả phụ hữu bật. Vậy là cái bạn này á, nhà bạn có việc gì hoặc là cái tổ cái chuyện gì sắp xảy ra thì tổ tiên là bạn này mà muốn báo ứng linh ứng thì lại tìm bạn này để mà sang tai. Mệnh bạn này có tướng quân, một bộ tướng quân là cái bộ sao lì lợm, không có sợ cho tướng quân. Mà bạn này có đào hoa cung tài trước mệnh nha, rất là xinh xắn, có địa không ở mệnh, có phá toái. Tuyến giáp này sẽ ảnh hưởng đến đường con cái, sẽ ảnh hưởng đến chu kỳ sinh lý, ảnh hưởng đến chu kỳ hành kinh, rất nhiều thứ. Cái tuyến giáp này này, đàn ông thì đỡ nha, như phụ nữ này nó không phải là bệnh nặng. Bạn này rất dễ bị ca giáp, phá toái, gặp địa không địa kiếp. Bé thì bệnh hen suyễn ở phổi, thế mà lớn lên rất sợ cái thằng này. Thứ hai là bệnh liên quan đến tuyến phổi, tuyến phổi nhá, đường hô hấp. Đấy là cái tổ hợp của phá toái không kiếp. Mệnh quả tú có triệt thì triệt về mệnh thì đương nhiên rồi, tôi rất thích người có triệt ở mệnh. Triệt mà cư có mệnh là người kín tiếng, triệt cư mệnh là người mà vừa vặn, tính được rồi, chắc chắn rồi mới nói mới làm. Đây là đặc tính của triệt, không vân bua, không trình bày nhiều là triệt lộ. Người có triệt lộ có khả năng ăn nói rất tốt, mặc dù không nói nhiều. Cái triệt lộ ở mệnh ấy nó làm cho con người ta chậm hơn, tuần thì nhanh hơn, triệt thì chậm hơn. Thế mà triệt ở mệnh thì cẩn trọng hơn, cẩn trọng hơn, sử dụng ngôn ngữ từ tốn hơn. Triệt cư mệnh dùng đồ cũng bền hơn. Đây là đặc tính của triệt. Triệt, triệt cư về mệnh, triệt thì làm gì chắc chắn cái đó là triệt. Thế còn tuần thì ồ ạt đi, triệt sẽ có một cái sự sâu sắc. Triệt cư mệnh thì dám đứng ra chịu trách nhiệm. Đấy là triệt lộ cư cư mệnh. Rồi bạn này mệnh có tứ đức đóng về mệnh, vì ông đào không sát. Đào hoa khó tiên không kiếp sát là cái bộ sao mà trời phú nhiều. Đầu tiên là phú về cái dung diện. Cái tuổi thìn rất là lạ ha. Tuổi thìn lạ lắm ha. Đào hoa chiếu mệnh thì trẻ này, đào hoa chiếu mệnh thì xinh đẹp này, đào hoa chiếu mệnh thì trẻ lâu này, đào hoa chiếu mệnh thì ưa nhìn an ảnh này, đào hoa mà chiếu mệnh nhiều người quý mến này,
đào hoa chiếu mệnh thì giỏi dựng nghiệp này, đào hoa chiếu mệnh nhiều tài lẻ này, đào hoa chiếu mệnh thì khéo tay này, đào hoa chiếu mệnh thì hát hay này, đào hoa chiếu mệnh thì vẽ đẹp này, đào hoa chiếu mệnh thì có cái khả năng cảm quan về không gian, hình ảnh, không gian, thời gian, hình khối này. Như vậy là đây là cái tiền đề của người làm nghề giỏi là sao đào hoa này, xây dựng hệ thống được này, phát triển chuỗi được này, thích nghi được với môi trường này, sao đào hồng này, đấy, đào không sát này. À, thế nên mới được cái này mất cái kia, nhưng cái này mất cái kia đâu có được hết được đâu. Đào hoa thì không kiếp sát đúng không nào? Rồi ở bạn này cung quan lộ có tử vi thất sát. Một sao tử vi là sao đứng đầu năm bắc đầu tinh, ngũ hành dương thổ chủ tôn quý tôn quyền, là sao bề trên đứng đầu sao tử vi. Tử vi có khả năng hòa mọi người theo mình là sao tử vi. Sao tử vi vậy là tử vi đã cư về cung quan lộ sẽ làm chủ. Thế nên người tham lang vũ khúc cư về cung mệnh sẽ làm chủ cuộc chơi, chủ trong công việc, chủ động mọi thứ. Hai nữa, tử vi cư cung quan mà không có gì sát tinh như này nha, sẽ rất bền vững. Một nghề 9 bằng 9 nghề, một nghề cho 9 bằng 9 nghề, cái bộ tử vi này. Sao tử vi cư cung quan lộ, nó giải trừ cả cái hung họa đi, giải trừ cả tất cả cái gì là kém may mắn về đường công việc đi, rồi cái sao thất sát. Tử vi thổ thì lại được cái hỏa của tỵ nó sinh tương sinh. Thổ này lại tương sinh cho sao thất sát. Sát thì vi quyền, kim đấy hỏa, chủ của đánh đông dẹp bắc là sao thất sát, chế át là sao thất sát. Vậy là tử sát là cư về cung quan lộ thì xác định đây là bà chủ. Có cái gì ân quang thiên quý, có lộc tồn đóng về cung quan lộ, như vậy là kinh thương phát phú, buôn bán nên giàu có, kinh doanh nên khá giả. Bạn này kiếm tiền tốt lắm, kiếm tiền cực kỳ tốt luôn, sao lộc tồn cư cung quan lộ. Rồi mệnh lần này có thiên khôi mà thiên việt ở cung thiên di chiếu về tọa quý hương quý. Một cái sao thiên khôi là một cái sao của thanh bạch, nó xếp ngang hàng với thái tuế đấy, nhưng mà nó hơn thái tuế vì nó là tri thức, nó là kiến thức, nó là sự tử tế và sự thiện lành, nó là sự giản dị và nhẹ nhàng. Thiên khôi mang trong mình sự thanh bạch, khôi thì trắng trẻo, việt thì mặt sẽ đen. Đó. Rồi đi về cung thiên di vô chính diệu nằm đất phục binh, như vậy là đi ra ngoài lấy sự cẩn thận đấy nha. Một anh phục binh, bởi vì tướng quân ở mệnh thì thiên di nó phải có phục binh. Anh ỷ vào sức của sao tướng quân thì ra ngoài thằng khác nó dùng mưu dùng trí nó đập anh. Đấy là sao phục binh đóng cung thiên di. Mạnh bạn này rất hay có đế vượng. Đế vượng ở mệnh, tôi thích đế vượng ấy, bởi vì sao? Chàng sinh thì đủng đỉnh, mộ thì u tối, còn đế vượng thì chịu khó chăm chỉ. Wow. Mà anh đế vượng anh cư mệnh anh phải rất chịu khó. Mà anh đế vượng cư về cái cung mệnh là anh ấy trường sức. Mà anh đế vượng rất đam mê làm việc, rất hay anh đế vượng. Đế vượng tích tụ được, tích lũy được rất nhiều thứ về sức khỏe, về trí tuệ, về kiến thức, về tri thức, rất nhiều thứ nữa. Đây là đế vượng. Đế vượng sức dài vai rộng. Mà mệnh bạn này tham lang gặp đế vượng là tuổi thọ cũng sẽ tốt, tuổi thọ sẽ tốt. Mặc dù là mệnh có địa không thân, có địa kiếp, thế nhưng tuổi thọ chắc chắn là tốt, tham vượng tương phùng. Thế thọ đến đại vận nào thì theo tôi đánh giá là thọ đến đại vận thiên không, 84 đến 93 tuổi thì bạn ấy thọ ở đây nhé. Hơn được nữa thì khó. Cung điền của bạn này có thiên cơ, thiên lương, có thái tuế, hoa cái ở điền, như vậy là kinh doanh tại nhà rồi, cơ lương tại điền. Thứ hai, tự tay mua nhà mua cửa, lập nên cơ đồ, thiên cơ thiên lương. Thiên cơ mà đóng ở điền thì tư cơ cha mẹ chẳng truyền đến tay. Bạn này được cái nữa là anh hoa cái. Thế một anh hoa cái đã đóng ở điền, trong nhà có người giúp việc, cô xin tôi tới trong nhà rồi, hoa cái ở điền. Sao hoa cái là cái sự chăm sóc, sự chăm bẵm. Cái sao hoa cái mà nó đã cư về cái cung điền này là thích nấu nướng, thích bảo vệ nhà cửa mình, dọn dẹp nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ bóng lộn. Một cái cung điền có tuế hỏa đà kỵ hoa cái mộc dục ở điền ở nhà sạch sẽ, cơ lương tại điền, cơ lương nguyệt đồng ôm thái tuế, cơ đồ sau này khá lắm. Bạn này làm một nghề rất giỏi, sao đào hoa cư cung tài. Nó có mấy cái nghề đã là ôm bộ đào không sát, có thể là buôn bán về thiết bị làm đẹp, buôn bán kinh doanh về hàng thời trang, quần áo, hàng fashion, có thể kinh doanh về hệ thống máy móc làm đẹp ở trong các clinic, hệ thống làm về răng thẩm mỹ, hoặc như là làm salon tóc, rất nhiều thứ. Tật cư về đây có vòng thái tuế, có cái vòng thái tuế nhập về cái cung tật ách,
Cái vòng thái tuế đóng cung tật thì nó nhắc nhở chúng ta điều gì? Đào không sát là cái bộ đam mê công việc, đam mê cống hiến, thích kiếm tiền, thân cư tài. Thế nhưng mà kiếm tiền thì phải giữ sức khỏe, chứ không thì bệnh tật mà nó phát ra là ngải cứu trời cứu. Vòng thái tuế nằm cung tật đó, tiền quý vậy thôi, thì nhưng mà sức khỏe nó cũng quý ngang với đồng tiền. Vậy sức khỏe với trí tuệ hai cái quan trọng lắm, đừng vì đồng tiền mà đánh đổi hai cái này là dở đó. Đây là điều nhắc nhở người đào không sát. Vậy nên mấy anh đàn ông cũng đào không sát là rượu chè tốt, quan hệ xã hội ngoại giao được, bay bổng suốt ngày được, ăn chơi quên lối về luôn. Đấy là cái đào không sát của người đàn ông. Đàn bà thì làm quên giờ giấc ngày tháng luôn, nên khi bệnh nó phát ra thì mệt mỏi. Thế cô này thì có sao linh hỏa song hao, nó cư về cái cung tật trong tam hợp thì có đà hỏa kỵ. Tam hợp này có đà hỏa kỵ, có thái dương cự môn nó chiếu với cung tật. Tầng sao thái dương thì hỏa quyền, cự môn là cái tầng thị phi, tự nhiên họa nó đến thôi, tự nhiên nó rơi vào đầu thế. Về công phu thê có phủ ngộ hồng loan, lấy chồng trẻ cũng đẹp trai sao hồng loan. Hồng đào nhìn chung thì nó không có sát tinh, cư về phu thê ở với nhau nhường nhịn nhau thì cũng được, cũng được. Nhưng phủ hồng ở đây chồng sẽ ăn chơi, chồng sẽ nhiều mối quan hệ, sẽ ăn chơi phết đấy. Phủ hồng loan kiếm tiền giỏi mà ăn chơi cũng tốt là sao thiên phổ. Phủ cư về phu thê là người chịu khó, liệu chừng chơi 3 năm đốt củi 1 giờ sao thiên phổ. Phủ nhập về đây. Thế về cái cung phúc của này là có thiên tướng, thanh long, thiên quan, thiên phúc. Cung phúc đẹp tuyệt vời, cung phúc đẹp tuyệt vời luôn. Thiên quan, thiên phúc, thằng hỏa, thằng thổ, mà thằng tiểu thiên đồng, tiểu thiên lương, vừa phúc vừa thiện. Quan phúc nhập thì cung phúc nó giải trừ hết tai ánh, cả đời chả có gặp nạn tai gì nhiều. Đó là thiên quan, thiên phúc nhập thì cung phúc. Quan phúc nhập về đây, đi ra ngoài gặp ai người ta cũng giúp đỡ mình. Khi gặp khó nó thành dễ, gặp họa nó lại thành phước. Đấy là thiên quan, thiên phúc nhập về cái cung phúc đức. Về cái tổ cách của cung nô, có phượng cách giải thần, có tang ngổ ngộ dưỡng, cũng có tay nuôi người. Nhưng mà xác định nuôi thời gian chứ không nuôi được mãi, người ta sẽ bỏ mình đi. Đấy là sao tang môn gặp dưỡng, cư cung nô bọc. Thế về cái năm nay là bạn này là 35 tuổi, tuổi Mậu Thìn mà, nữ năm nay 35 rồi. Thì năm nay các cô này, này tiểu hạn này đều đóng tại cung Tý, có Lưu Kình Dương, có Bạch Hổ, ôm thái tuế, tam hợp con này có sao hóa kỵ. Xin thưa là nó xấu vào tháng 12 âm lịch giáp Tết thì thôi. Tôi nhắc luôn là năm nay tuổi Thìn với tuổi Tuất là đều xấu cả. Tuổi Thìn với tuổi Tuất năm nay xấu, đặc biệt là nữ mệnh. Vì nữ mệnh năm nay tiểu hạn có Lưu Kình Dương, khắc hư tang hổ nó chiếu ông bằng thái tuế, là rất là dở cái thằng Lưu Kình Dương. Thế về cái tổ hợp tiểu hạn bạn này năm nay có thiên đồng thái âm, đồng là phúc, âm thì là thủy tài, khí phú thì chủ tài. Thế đồng âm nhập về đây làm ăn thì vẫn cứ được, làm ăn thì vẫn cứ được thôi. Thế mà năm nay trong tam hợp của tuyến tật, tuyến huynh, tuyến điền, vậy là mua thêm một mảnh đất, mua thêm được cái phương tiện xe cộ. Thế mà thái âm cư về tiểu hạn, thái âm thì chủ về bầu bí, chủ sinh nở, chủ về buôn bán kiếm tiền là tốt đấy, sau thái âm nhé. Nhưng mà Lưu Kình Dương thì hết sức cẩn thận. Khi Lưu Kình Dương chỉ xảy ra một tích tắc thôi thì cái này nó xảy ra cái ung ngay. Kình Dương nó thuộc hành kim, chủ sự về đau đớn, chủ sự về đau đớn, cái này là mệt mỏi lắm. Năm nay Lưu Mã của bạn cư tật như vậy là cái tháng sau giáp Tết này, cái tháng 12 ấy, tháng chạp, tháng thập nhị nguyệt, tháng 12, bạn phải hết sức lưu tâm việc bạn đi đứng xe cổ, đi ra ngoài là hết sức cẩn thận. Có hổ kình đi vào, hổ thì kim chủ về máu huyết à, thế mà kình dương cũng kim chủ về hình thương, hai cái này mà gặp nhau là thập nhị nguyệt của bạn nó sẽ mệt. Tất nhiên sẽ được cứu giải của thiên đồng, của thái âm, thế nhưng mà không phải đầu phải tai, nó mệt mỏi lắm. Thế còn năm nay 35 tuổi đang trong cái đại vận, bắt đầu là vào từ 34 đến 43 tuổi ông tăng tuy điếu. Đại vận của bạn vô chính diệu, đại vận này xung với hóa kỵ, đại vận xung với hóa kỵ, xung với hóa kỵ, xung với hóa kỵ. Thế mà đại vận này có phượng các giải thần, kình hình hợp trầu, có sao thiên mã gặp vòng lâm quan, thì bạn sẽ đạt được nhiều cái thành tựu tốt, đạt được nhiều cái thành tựu tốt trong 10 năm này về tài chính, kinh tế, công việc. Thế về cái tổ cách lá số này, mệnh lục hại với cung nô bộc. Cung nô bộc nằm trong vòng tang tư điêu, mệnh bạn ôm đào không sát. Như vậy là hai cái đối trọng này cũng là ngược nhau, ngược nhau, tang tư điếu và đào không sát. Tuyến nô phụ tử thì cung nô nó lại đóng ở cái cung ngọ,
cung ngọ hỏa vị là cao nhất rồi, tuyến nô phụ tử anh nô anh trên cùng, mình thì nằm ở giữa lại còn ở dưới nữa, thì thôi đã có đồng là phúc, có âm thủy tài, mình phải chiều lòng người thôi. Vậy là mệnh tham lang vũ quốc chỉ thành công khi biết chiều lòng người, chỉ thành công khi biết kiên trì chịu khó, còn không làm được hai cái này không có được. Bắt đầu từ 44 đến 53 tuổi nên là giai đoạn xấu của cái tuổi Mậu Thìn nha, của bạn này, bạn Hương này. Từ 44 đến 53 đại vận liêm trinh phá quân. Đại vận này có địa kiếp đào hoa, có thiên không chiếu tòa về đây. Thế mà vận phùng địa kiếp dĩ vong ra, thiên không mà nhập hạn thì coi như là không còn chi. Thiên không nhập hạn, táng ra bại sản, địa kiếp dĩ vong ra. Như vậy là cái dở ở đây là đại vận có liêm trinh. Đại vận có liêm trinh rồi thì gại bạn này gặp cả sao phá quân. Thế táng ra bại sản vỡ nợ trong từ 44 đến 53. Thế bây giờ phải làm thế nào? Chỉ có là duy trì về nghề nghiệp, tránh đầu tư rủi ro, tránh làm những công việc rủi ro, không làm gì sai thì mới được. Thế còn đầu tư thì nó sẽ gây ra rất nhiều cái nguy cơ. Nhưng sao phá quân, đặc biệt là cái nguy cơ của phá sản và vỡ nợ là sao phá quân, phá đào. Thế mà ân quang thiên quý đi đấy cũng không có cứu được. Đại vận này gặp địa kiếp mất rồi. Địa kiếp mà vào vận nhẹ là mất tiền, nặng là còn mất mạng nữa cơ. Vậy là cái rất xấu là từ 44 đến 53 tuổi. Rất rất xấu nha. Xấu nhất là năm 47 tuổi. Tiểu hạn cư cung huynh đệ, có thiên đồng, thái âm, có bạch hổ. Nhớ, xấu nhất là năm 47. Thứ hai là năm 50. Hai năm này, năm 50, tới đại tiểu hạn trùng phùng. Tức là tôi vừa xem, vừa bảo các bạn cái cách xem và cách học. Tôi lôi kiến thức ra cho mọi người học, chứ tôi không xem kiểu dấu diếm. Cuộc đời này chả có cái gì giấu giếm cả. Giấu làm gì? Bởi vì chết chả mang đi được cái gì thì giấu làm cái gì? Đúng không? Thế chả giấu cái gì. Có bao nhiêu kiến thức lôi ra, hàng trăm nghìn bài luận về tử vi cho mọi người nghe. Đây là cái điều mà mình thấy hạnh phúc. Mình cho đi một cái kiến thức chẳng hạn, cho đi một cái gì đó cho đời thế to. Tôi nghĩ đơn giản như vậy. Và kể cả hiện tại trên YouTube, rất nhiều các thầy trên các kênh YouTube học của tôi chả ý kiến kệ. Rất nhiều các anh học trò của tôi cũng thành thầy. Tôi mừng điều đó. Đại đa số đều học kiến thức của tôi hết. Đại đa số. Tất cả thì chưa chắc đúng. Nhưng đại đa số gần như là đúng. Đại đa số gần như lấy kiến thức của tôi làm một nền tảng để đưa lên YouTube. Mình happy với điều đó. Happy với điều đó. Và chỉ có buồn một số cái là một số các anh thầy, một số các chị thầy tử vi thì lợi dụng cái việc xem tử vi mà bắt người ta cúng bái làm lễ đó, hoặc là dọa nạt người ta, hoặc là bắt người ta làm cái này làm cái kia chẳng hạn. Tôi không thích cái điều đó, không thích cái điều đó. Nhiều anh thầy chị thầy cứ cúng bái mê suốt ngày, cũng giải quyết việc gì đâu. Cái việc cúng bái không chả giải quyết việc gì. Cúng mà hết nghiệp thì đâu phải đi cúng nữa đâu. Cúng ai? Cúng cha mẹ mình, cúng ông bà mình, cúng tổ tiên nhà mình, cúng anh hùng liệt sĩ, những người đã khuất, những người có công với đất nước, cúng các vị thành hoàng làng ấy kìa. Được chưa nào? Cúng những người mà có công lao tích trạng, hoặc như cúng những người sinh ra mình, sinh ra bố mẹ mình, rồi thì cao nữa là cúng Phật, cúng chư tăng. Cái này mới là tốt. Thế nên anh chị có điều kiện đấy, góp vài viên gạch xây chùa, tốt. Góp vài tấn xi xây chùa, tốt. Góp vài tấn sắt xây chùa là tốt. Đúc vài pho tượng cho chùa, tuyệt vời. Có tiền thì cúng tổ tiên nhà mình, có tiền cúng ông bà nhà mình, giúp đỡ họ hàng nhà mình. Có tiền thì dường hoa cúng Phật, đúng không nào? Có tiền thì giúp các sư thầy để xây chùa, sửa lại chùa, sửa tam bảo. Trời ơi, nó tốt lắm. Thế thôi.